Dàn mini model là Aiqua MT22. Dàn này full chức năng CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn có ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính và có hỗ trợ ngõ súp để mình kết nối súp điện rời. Chiều cao của loa là 25cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 45cm. Trên dàn này mình có thể chỉnh được bass, chỉnh được aqua laser nên chất lượng âm thanh rất hay đúng không? Vừa rồi thì mình vừa cảm nhận một chút xíu chất âm của dàn này qua đĩa CD. Chút xíu sẽ test MD. MD là đĩa của Nhật, có thể chép nhạc và xóa nhạc thoải mái. Bên em có bán MD và nhận chép nhạc theo yêu cầu cho các anh. Các anh thích ca sĩ nào, bài hát nào thì cứ liên hệ để bên em chép nhạc vào MD nha. Dàn chỉnh được ba chép, bây giờ mình sẽ hướng dẫn nha. Ở đây nó có chữ Short Mod, thì mình nhắn vào đây, tê bát em chọn On nè. Chế độ Equalizer em chọn Rock nè. Bass on, chứ được equalizer chọn rock tùy nhu cầu sở thích, và mình có thể chọn tăng bass hoặc là giảm bass, hoặc là chọn chế độ equalizer lọc âm để phù hợp với cái bài hát, với cái gu của mình nha. Bass rất là chắc, trong khi đó FM là 108, bắc full đài Việt Nam, chỉ cần gắn anten vào là nghe được radio. Bên em có bán anten zin nên các nào có nhu cầu mua anten thì liên hệ em. Em sẽ tắt nè. CD để từ phía trên cực kỳ tiện. Ở đây nó có chữ open, mình nhắn nha. Thế là CD nó bật lên như vậy, dễ dàng lấy đĩa và dễ dàng vệ sinh. Mắt CD nằm ở ngoài như vậy, dễ dàng vệ sinh vô cùng. Bây giờ mình test tiếp chức năng thứ hai là chức năng đĩa MD. Thì bây giờ mình nhắn lay MD chỗ này nha. Đây, em chép nhạc liên khúc Tuấn Vũ vào đĩa MD. Là tốt đúng không? Đây là nơi cắm anten AMFM, hỗ trợ ngõ súp để kết nối súp điện rời, ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Đặc biệt dàn này có ngõ USB để kết nối với máy vi tính, nhận làm sao cặp rời. Các nào mà hay nghe nhạc lót nét trên mạng thì đây là một giải pháp quá ok để mình lấy kho nhạc lót nét từ mạng thông qua máy vi tính qua bộ dàn này. Chất lượng âm thanh rất là hay. Công suất âm ly là 40W, công suất của lo không thấy ghi trên lo. Lo đẹp góc cạnh không bể mẹ nở gì nhá. Bass của dàn này rất là tốt nha. Đưa anh khoác ta dần cùng trần gian với những ưu tư, có mây đan dấu chân tròn, đường tim bước mòn. Từ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai lỡ chối từ. Người đến bên mình thì vui trăm ngàn lưu luyến, nhưng hoa xưa đã tàn úa đâu còn. Đời ta là bến ai qua ghé thăm đôi lần, nhớ chăng tiếng ca cùng đàn ngày xưa. Đêm nay bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua hàng thì liên hệ kết bạn Zalo hoặc điện thoại 0931 008 099 để bên em gửi hình ảnh chi tiết của bộ dàn và chốt hàng cho các anh nha. Các anh lưu ý đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn thì liên hệ em. Và dàn này sử dụng tốt cho phòng 20m2.